Chào mừng anh em đã đến với chuyên mục sản phẩm mới số 7 của bán linh kiện.vn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin chính về những sản phẩm điện tử mới về tại cửa hàng linh kiện điện tử Minh Hà. Sản phẩm đầu tiên đó chính là chiếc đồng hồ kim đo dòng. Thiết kế bên ngoài của sản phẩm thì rất là đẹp mắt, giống như mặt của những chiếc đồng hồ kim. Kích thước của nó là 65mm x 65mm. Sản phẩm tiếp theo đó chính là LCD TFT 7.0, độ phân giải là 800 x 480. Tính năng của sản phẩm có thể tương thích được các loại Raspberry Pi A cộng, B cộng và Pi 2. Ngoài ra nó còn có thể tương thích được các loại Arduino nữa. Ngoài ra màn hình LCD TFT 7.0 còn có chức năng cảm ứng. Và đây là sản phẩm được các khách hàng mong chờ nhất từ trước đến nay, đó chính là đầu kẹp mũi khoan. Với sản phẩm này có lẽ mình không cần phải nói nhiều nữa. Sản phẩm này mình thấy ứng dụng nhiều nhất đó chính là chế những chiếc máy khoan thần thánh. Vậy là từ nay các bạn sẽ không cần phải mua máy khoan tay và tìm cách để tháo đầu của máy khoan ra nữa. Tiếp theo là trục giữ đĩa. Tính năng của sản phẩm là giữ đĩa cắt cho động cơ. Tiếp theo đó chính là một công tắc bit 8P 3 chế độ, công tắc mã hóa cho GS. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tụ quạt, thông số kỹ thuật thì nó nằm ngay bên dưới. Tính năng của sản phẩm là dùng trong các động cơ điện, thiết bị điện. Như trong quạt điện thì chức năng của nó là để thay đổi tốc độ vòng quay của động cơ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với hai chiếc loa, loa 1W và loa 3W. Hai chiếc loa này thì đều có tai để giúp các bạn có thể bắt sản phẩm hoặc gắn sản phẩm ở bất cứ đâu rất là thuận tiện. Tiếp theo chúng ta cùng đến với sản phẩm cảm biến khoảng cách. Tính năng của sản phẩm là cảm biến quang phản xạ khuếch tán. Khoảng cách phát hiện của nó thì là 40cm, độ trễ pha là 10% max, ánh sáng nguồn là hồng ngoại. Nhiệt độ hoạt động là từ âm 25 đến 55 độ C. Trên đây là toàn bộ tất cả các sản phẩm mới tại video số 7 lần này. Bạn muốn tìm hiểu ứng dụng của sản phẩm nào có thể comment ngay bên dưới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bạn ở các video tiếp theo.